Ok, Văn này rất là tuyên các bạn gửi đến tất cả cô chú anh chị các bạn có một lời chào thân là nhiệt nhất nha bạn ơi. Và bài hát tiếp theo của mèo tôi hát là bài Tác Nhật Quán Nhật Gió, tức là bài cái gì thiên hạ khắp bốn phương đó nha các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe.